Ngày 17 tháng 6, cả 4 ngân hàng quốc doanh Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV đều đã thông báo chỉ bán vàng khi khách hàng đăng ký mua trực tuyến. Cùng với Vietcombank, ba ngân hàng quốc doanh BIDV, Agribank, Vietinbank đã áp dụng hình thức đăng ký trực tuyến để bán vàng miếng SJC và chỉ giao dịch với khách hàng đặt trước thành công. Các ngân hàng thông báo khách hàng sẽ đăng ký mua vàng trực tuyến trên trang thông tin vào buổi sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ, ngày lễ. Thời gian thanh toán và nhận vàng tại điểm bán từ 13h30 đến 16 giờ trong ngày đăng ký mua. Các ngân hàng sẽ hủy thông tin đăng ký mua nếu khách đến muộn 30 phút so với lịch hẹn nhận vàng. Với công ty SJC, khách hàng có thể mua vàng đăng ký qua tin nhắn điện thoại từ ngày 17 tháng 6. Sau khi nhắn tin theo cú pháp, khai thông tin cá nhân qua tin nhắn, ngân hàng sẽ gửi lại số chờ cho khách hàng và hẹn ngày tới giao dịch. Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng, các thị trường xuất khẩu chủ lực của nước ta duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng, mang lại kết quả xuất khẩu khả quan. Lũy kế 5 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 156,28 tỷ đô la, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 20,23 tỷ đô la. Hết tháng 5, có 6 thị trường xuất khẩu có tăng trưởng tỷ đô gồm Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, ASEAN, Hồng Kông Trung Quốc, Hàn Quốc. Theo đó, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 44,44 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 22,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 28,4% trong tổng kim ngạch cả nước. Với kết quả này, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta. Xuất khẩu sang EU đạt 20,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc đứng thứ hai về quy mô kim ngạch xuất khẩu, nhưng đứng thứ ba về kim ngạch tăng thêm khi đạt 22,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 5 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI có xu hướng tăng giữa hai kỳ trong tháng. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài nhờ sự phục hồi của nhu cầu thế giới. Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong kỳ 2 tháng 5 năm 2024 đạt 12,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 22%, tương ứng tăng 2,28 tỷ đô la Mỹ so với kỳ 1 của tháng. Như vậy, lũy kế đến hết tháng 5, tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 111,93 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1%, tương ứng tăng 12,95 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước, chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Hiện tại, doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế lớn ở các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, máy móc, thiết bị. Dù không phải là thị trường xuất khẩu lớn của nông sản Việt, nhưng 5 tháng đầu năm nay, các mặt hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Nga đang ghi nhận tăng mạnh. Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 5 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông sản sang Nga đạt 331,3 triệu đô la Mỹ, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều loại nông sản Việt xuất khẩu sang Nga tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó cà phê là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nga lớn nhất, đạt 161,6 triệu đô la Mỹ, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là thủy sản đạt 76,4 triệu đô la Mỹ, tăng 87,7%, hạt điều đạt 28 triệu đô la Mỹ, tăng 81,8%. Rau quả đạt 26,8 triệu đô la Mỹ, tăng 25,2%. Ngoài ra, xuất khẩu cao su sang thị trường này tăng 23,8%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 47,6%, xuất khẩu gạo tăng gấp đôi, còn hạt tiêu tăng mạnh 96,9%. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ có mặt hàng chè ghi nhận tăng trưởng âm 12%. Giá cước vận chuyển container tăng cao đang khiến chi phí xuất nhập khẩu của doanh nghiệp bị đội lên. Hiện hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, giá cước vận tải biển container 40 feet từ thành phố Hồ Chí Minh đi bờ Tây đang ở mức 6.300 đến 6.400 đô la Mỹ một container. Đi bờ Đông ở mức 7.300 đến 7.500 đô la Mỹ một container. Các chuyến tàu đi từ Việt Nam đến các cảng bờ Tây hiện rất khan hiếm chỗ. Tương tự, giá cước vận tải hàng hóa sang các thị trường xuất khẩu lớn khác như châu Âu, Trung Đông, Nhật Bản cũng tăng mạnh. Hiện giá cước vận tải hàng hóa từ nước ta đi châu Âu tới các cảng chính ở Hà Lan, Bỉ, Đức ở mức từ 3.500 đến 3.900 đô la Mỹ một container 20 feet và từ 7.000 đến 7.800 đô la Mỹ một container 40 feet. Giá cước vận tải liên tục tăng mạnh từ đầu năm đến nay, nhất là từ đầu tháng 6 đến nay đã tăng 2 đến 2,6 lần so với tháng 3 năm 2024. Theo số liệu từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tính đến hết tháng 5 năm 2024, tổng dư nợ chương trình tín dụng cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đạt gần 24.500 tỷ đồng. Khoản vay này đã được giải ngân cho gần 540.000 khách hàng còn dư nợ. Mức cho vay hiện nay áp dụng là mức tối đa 100 triệu đồng, phải bảo đảm tài sản bằng tài sản hình thành từ vốn vay. Người vay phải tham gia vào vốn tự có ít nhất 20%. Lãi suất cho vay hiện nay đang áp dụng 9% một năm, tương đương với 0,75% một tháng, và lãi suất nợ quá hạn đã áp dụng bằng 130% lãi suất trong hạn cho vay.
Thời hạn cho vay áp dụng tùy theo mục đích sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ của người vay và chu kỳ sản xuất kinh doanh của dự án hoặc phương án vay vốn. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 vừa qua là tháng thứ tư liên tiếp tín dụng trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng dương liên tục dù không cao. Tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến cuối tháng 5 năm 2024 đạt 3.610.000 tỷ đồng, tăng 0,61% so với tháng trước và tăng 9,83% so với cùng kỳ. Hoạt động tín dụng phản ánh hiệu ứng chính sách và gắn liền với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thành phố. Cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp với dư nợ đạt hơn 44.600 tỷ đồng cho gần 41.100 khách hàng. Giải ngân gói tín dụng ưu đãi thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đạt gần 207.200 tỷ đồng, chiếm 40,6% quy mô gói. Qua đó đã có gần 70.000 khách hàng doanh nghiệp được giải ngân từ gói hỗ trợ này về giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới với lãi suất thấp hoặc áp dụng chính sách ưu đãi từ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Trung ương. Nhu cầu tiêu thụ phân bón tổng hợp NPK được dự báo tăng khoảng 50% trong tháng 6 do bước vào cao điểm chăm bón cây công nghiệp tại Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Theo phân tích của công ty phân tích và dự báo thị trường Việt Nam, tổng nhu cầu cũng dự kiến tăng từ mức 145.000 tấn của tháng 5 lên mức 435.000 tấn trong tháng 6. Khảo sát thực tế năng lực sản xuất NPK của Việt Nam, tình hình tồn kho tháng 5 và dự kiến nhập khẩu của các công ty trong tháng 6 cho thấy tổng nguồn cung NPK của Việt Nam trong tháng 6 sẽ tăng 20.000 tấn so với tháng 5 lên mức 999.000 tấn, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu trong nước. Hiện giá NPK trong nước và nhập khẩu giao động trong khoảng 11.000 đồng đến 12.800 đồng một kg tùy theo từng thương hiệu, khu vực và từng quy cách đóng bao sản phẩm. Giá tiêu tại một số địa phương đã quay đầu giảm mạnh 14-20% chỉ sau vài ngày so với thời điểm giá đạt đỉnh. Sau khi đạt đỉnh 180.000-200.000 đồng một kg vào ngày 11 tháng 6, giá tiêu đã liên tục đi xuống, hiện còn 155.000-156.000 đồng một kg, tức giảm từ 14-27% chỉ trong vài ngày. Dự báo giá tiêu sẽ khó xuống dưới 100.000 đồng một kg, nhất là khi mùa thu hoạch đã kết thúc từ tháng 4 và diện tích trồng ngày càng bị thu hẹp để nhường chỗ cho các khu công nghiệp. Nhịp sống kinh tế phát sóng các ngày trong tuần trên Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.